Chiều buồn, dông về, mây đen lại kéo đến, tiếng chuông gió lại miên man, tiếng hoang hoang tóc quay lại mặt hoang mang. Thằng ngôn kia cầm con phải ở trên tay mà khoan khoan bạo lực qua thuần thạnh đổi gameplay quay lại đoạn. Chiều buồn, dông về, mây đen lại kéo đến, tiếng chuông gió lại miên man. Mấy người chạy vào bến xe bớt trú mưa thôi chẳng liên quan. Thằng vét đen bên điện toàn đứng cạnh với thằng xăm lên chan chữ tiền nán. Một thằng trong số đó nổi cơn say cầm con phai ở trên tay. Thằng vét đen bốn mắt hoảng hốt lại quay ra mặt bạch như gai sha. Từ từ nha, lúc đầu là chiều buồn dòng về, mây đen lại kéo đến, tiếng chuông gió lại vang lên nghe lung linh tựa như sao trên đầu tao. Mới đang đi nhậu về, khổ chưa đang đi thì đổ mưa. Thằng ngôn kia còn chen vào heo hen nâu. Thằng nôn mặt như fan của Ken Châu, đeo phải là tại men đâu mà định có phải ở sau lưng cầm ra tay tao hô lên đi mãi mãi. Thằng Henry con nghe thấy bảo mày lì đó nó quay ra, đéo hiểu việc gì xảy ra. Tao giang hai tay dạng hai chân như siêu xây ra xanh bớt đến lại nhá. Đi ngồi gục trên vô lang tới bên đâm vô thẳng cửa mở mấy đằng lồn cứ lang nhang đeo lên xe. Thằng ngôn say cầm con phai mặt vanh vanh ý bạo nhà vô đề. Thằng kia thôi em xin dân đeo ai cả nhưng lấy điện thoại ra để quay phim. Thằng cận đặt thằng kia vào ngay chim xe cặp tắt chạy đi luôn. Nói chung là chiều buồn dòng về, mây đen lại kéo đến, tiếng chuông gió lại miên man. Đéo có cái gì vui để liên hoan, lại còn mưa bị mưa mưa tịt mẹ câu cuối à. Tiếng chuông gió lại miên man, đéo có cái gì vui để liên hoan, lại còn mưa bên cửa sổ, dòng đời vẫn cứ sổ bộ điên loạn. Đi còn mày thôi được rồi.